Xin chào mọi người, đây là đạo diễn James Wan. Còn đây là Victor Vũ. Kia là ca sĩ Quân Quý. Và ca sĩ Nô Phước Thịnh. Nô Phước Thịnh và Quân Quý. Nô Phước Thịnh. Hôm nay chúng tôi đang quay cảnh đầu tiên ở nhà Jesse. Nô Phước Thịnh. Vì điều kiện kinh tế không cho phép nên James Wan đành phải tự động quay phim luôn và vừa làm đạo diễn luôn. Victor Vũ cũng vậy. Nguyễn Quang Dũng này đang chém gió ở trong nhà. Nguyễn Quang Dũng đang chém gió với diễn viên Jesse Peterson. Má đội mũ quang đi. Jesse Peterson. Đúng rồi. Lấy coi cây, lấy cây đẹp rồi. Khoảng diễn khoảng 2 lần nữa đi. Thì càng ngày nó càng trời. Cứ diễn liên tục, cứ phát đi. Bây giờ mày đang quên thiếu rồi, thiếu cạnh thôi. Rồi, ghê. Má quay thiệt cái đuối mẹ. Tập trước quay thiệt cái đuối. Theo tao là như vậy. Đẩy đẩy đẩy. Rồi. Đây là đồng hồ mà chúng tôi được làm để dùng để làm mồ hôi. Mày làm cái gì vậy? Không rồi. Quay rồi. Lại đây, lại tiếp đi, tao chưa thấy mày. Quay rẫy rẫy dễ dễ cũng được. Đó, đúng rồi. Mày mồ hôi chạy từ mũi rồi. Cần bla bla bắt đầu diễn. Các bạn, đây là không phải là chuông nhà mình đâu nha, đây là chuông nhà người ta, đây là đạo cụ thì người ta cho thuê bên đó nhưng mà không được bấm chuông đâu. Ê bên này làm gì vậy? Ê nhà tông quá. Vẫn là chạy về đây, không còn phải đi hỏi ông CEO nữa. Như vậy hay cho Jesse đứng đây rồi. Không, Jesse đứng kia đây, chúng ta có được, nó làm không được. Thôi không bấm gì. Cảm giác của anh khi làm sale ở Việt Nam. Yui. Chạy clean luôn à. Yeah.